Giờ tao đem giục cái này đó. Rồi. Đi đâu à? Sao mà chạy xe thằng Tài? Gần Tài đâu? Hả? Kỳ em con. Tài lấy xe em lấy xe nó. Đổi xe. Đổi xe luôn hay là đổi chợ? Đổi chơi, nãy em đi công việc á, bô la quá rồi lấy xe nó chạy. Anh đang làm gì vậy? Đội nón ghê. Đội nón gì? Bình thường ở nhà tao cũng đội nón mà. Tao chuẩn bị gắn cái bộ khác lên. Đâu? Gắn cái bộ khác lên cái xe tao. Bây giờ mày dắt cái xe mày ra cho nó có cái khoảng đất đi. Mày đi vô mà để xe ngay khoảng đất ở giữa sân sao người ta làm việc được. Thầy thợ chỗ thầy thợ người ta làm xe. Xe anh làm bô xăng lửa mà cái bô Indo thì nó không có đủ lực để mà nó nổ phải không? Giờ mình đổi cái bô khác cho cái lực máy nó ok hơn. Hồi sáng mới điện ông thầy ông dặn là vậy, gắn cái bô nào mà nổ lớn lên. Là vô nó chuẩn máy là. Bây giờ dắt xe ra trước nè. Chuẩn bị anh dắt xe ra ngoài luôn. Đó, cái bô anh về sao mà đi. Hay gì mà hay cái bô gì mà nổ chút xíu à. Hết chuyên đề rồi người ta phải thay đổi cái tính cách người ta đi. Người ta già rồi, bây giờ người ta muốn trở về cái thời dây sinh boy của người ta là người ta phải thay đổi cái một chút. Cái gì? Thay bô gì hả? Không, cái bô này ok lắm, của anh em nó đưa gắn, nó đâu có xài nữa đâu. Hồi sáng anh cầm cái bô anh đi vòng vòng sớm, anh hỏi chút nữa con gắn bô này nha bà, chút nữa con gắn bô này nha chú. Xong người ta kêu là chiều nha, chiều mày mới gắn nha. Trưa là mày gắn là tao qua tao chém mày á. Cho nên là bây giờ 12 giờ anh gắn nè. Này cái lon của tao đây. Đây. Giây phút linh thiêng mà phải từ từ. Cái giây phút linh thiêng mà phải từ từ nữa. Mày đoán được cái lon gì không? Lon AGV hả? Lon AGV là nó mũ bảo hiểm ông nội. Cái vỏ này. Cái vỏ thôi, cái vỏ AGV này mọi người rất là quý. Mình để chùm cái nó bảo hiểm cho nó mới thôi, cho nó đừng có chày. Nhưng mà tao chùm cái bô là biết cái bô nó quyền bí cái nào hả? Nó đặc biệt cho tao cái nào hả? Đó. Bây giờ là mở ra nè, để cái hướng nào nó cho nó đựng ngược sáng, hướng này phải không? Rồi. Nghe hình bí vậy. Nè cho mày coi cái hình trước nè, biết cái gì không, đoán thử coi. Đó. Giống câu rồi. Đó. Câu hả? Câu không đi. Câu mà hai chai phải không? À. Không phải câu. Cái gì? KNL hả? NKL hả? NLK hả? NLK, không phải luôn. NLK, cái này nó kinh hơn nhiều. Đó. Aun. Cái này có gì không? Hùng luôn cái coi. Má đã quá, hùng luôn cái coi. Còn không đi. Mày hùng đi, cái bô này tao hùng được, tao đỡ nói sao tao hùng. Lẹ lên nó giận. Gì? Hùng luôn cái lẹ lên. Lẹ lên. Lẹ lên. Rồi đây. Nói chung là hết chuyên đề rồi, bây giờ mình phải đổi qua Un mình đi, đúng không? Bô này ông mượn người ta, ông kêu vợ ông. Điên. Bô này tao lấy nó xài luôn đó. Xài luôn nhưng mà mua lại luôn á chứ mượn gì. Mua lại nhưng mà thằng kia nó phá tranh rồi. Ừ, không được, cái này gọi là vợ không được. Ừ. Em gái đi. Em phải nuôi hả? Hay chị gái đi. Em phải nuôi hả? Đó, bây giờ là tao gắn lên đây. Đó, bây giờ mày vô mày lấy chìa khóa giùm tao đi. Khóa này bao nhiêu? Thì khóa 12. Cái này thực tế thì nó có, mình nghĩ cho nó có một lớp nỉ mỏng ở trong anh em. Nè, không? Đó, thì mình quay sơ chi tiết cái cây này cho anh em coi là cái cây này là bô un. Để mình đọc coi. Cái chữ này là tiếng Thái dịch ra tiếng Việt là un nè, chữ màu xanh nè. Ở đây thì nó có mấy cái lá cờ đua. Ở đây là chữ gì không biết, tiếng Thái, ở đây cũng tiếng Thái nói chung là bô này bô riêu cho nên là chữ Thái nhiều lắm. Bô này là bô Thái nha anh em, riêu luôn. Thì cây này nếu mà anh em mua mới cái lon không là tầm 2 triệu mấy. Đó, đây là chữ Un Pro Racing. Ok, bát của nó là người ta hàng lên trên cái thân bô luôn.
cho nên nó bất tiện, không biết vừa xe mình không. Cái màu nó đẹp không em? Màu nhôm. Màu nhôm, kiểu như màu titan đó. Đẹp không? Nó không vây nóc mà nó chì chì, nhôm. Cái bô này mày nói bằng cái gì? Vậy. Bằng cái gì? Bằng nhôm vậy. Cái bô này bằng nhôm, ông nội em bô bằng nhôm cho nó chảy hả? Nó nóng nó bị mèo luôn hả? Inox. Bình thường á, anh em hay xài inox 304 đúng không? Nhưng mà bô này bô Thái, lon Thái cho nên là nó inox 307, 308 gì á. Ờ, cái nữa. Inox đấy chưa về Việt Nam. Ờ, giờ tôi gắn nè. Bát à, chết, không vừa, không vừa anh em ơi. Không vừa bát. Cái này phải chế rồi Quang ơi. Chế cái bát. Bây giờ mày biết biết thằng Hào CNC không? Không. Ra mày mày cầm ra mày kêu CNC cho tao cái bát đẹp nhất. Đây đây cầm chạy ra quá đi. Đầu đường đó. Là ta. Mày nói CNC cái bát đẹp nhất cho RFI của ông Thiện á là nó biết à? Phải có cái cự ly á. Thì mày đó đi, mày canh đi con mắt mày ra mày nói nó. Không có vừa anh em. Gắn vô không có vừa. Đó nó chật miếng à. Nè lấy cái đầu mình ra tôi quay cho anh em coi coi. Đó anh em nó chật miếng không. Bây giờ mình phải có cái bách nói nó mới được. Rồi chạy đi. Đi lẹ lên đi đường chim bay đi. Lẹ lên chạy mày lẹ lên. Đi lẹ lên. Ê sao mày không đi xe. 2000 years later. Có không? Có. Đâu? Đâu? Ai biểu xe mày đó mày không đi? Tay đâu đường đi bộ vô lẹ đi. Mày rảnh quá. Tay đâu cầm. Cái này mà đẹp hả? Cái này mà cái bát gì ba? Ờ. Hai lỗ đó. Vừa không? Vừa. Ok chắc vừa đó, vừa. Giờ mày cầm đi chứ để nó rớt một cái chày một cái là tiền không đó. Để tôi vô tôi kiếm con ốc coi. Trời đất cơ ốc giờ này kiếm đâu ra đây. Không có ốc rồi Quang ơi. Cái này nó phải có con ốc lớn với con tán nó mới được. Mày gỡ đại con ốc này coi. Gỡ đại con ốc này coi. Chút lấy cọng kẽm buộc cho nó là nó đi được rồi. Xe nó đâu có chạy nhanh đâu. Xe mình chạy tốc độ cao mình phải đi cái ốc này nè. Ừ đúng rồi. Xe cừu bắp mà mày đặt đi cái bát thấy ghét không? Bát xin xin này bát này mày đẹp này. Ừ, thì tôi kêu mày đi làm tao cái bát này mày làm không được gì hết. Nó không làm, nó bận nó không chịu làm. Bận cái gì mà bận? Tại tao còn thiếu nó mấy chục ngàn tao không dám ra. Ra mất công nó đòi nữa, nó kêu mày. Vô thôi, rồi được rồi. Đó. Rồi, đúc ốc lên. Rồi, dẫn ốc lại. Quá đẹp luôn. Có điều cái bát hơi xấu xíu. Ê, đi dẹp cái này đi. Dục thùng rác đi. Dục thùng rác hết đi. Cái bô đem cho luôn đi. Tao giờ tao gắn bô này, ai gắn bô đó nữa. Treo nha. Hả? Treo nha. Cái đó tính sao đi, nhưng mà trước mắt là mình chú trọng vô cái bô này trước đi. Mình là mình phái mấy cái họ từ bé là mình phái mấy cái chiếc rắc mà ở bên Thái Lan á đó. Đó mình phái coi mấy cái xe bệnh á. Cái bô này mình biết là rất là nhiều anh em muốn gắn luôn, nhưng mà do là cái hoàn cảnh mình không có chơi được ha. Hôm nay mình làm liều mình chơi nè. Giờ tao đem dục cái này đó. Rồi dục mày bán dây chai hết đi. Không, mày là mai tao mua cho mày. Mai tao cho mày cây này nè. Cây này đó, cho mày cây này gắn. Cây này thì rồi xuống, ngồi xuống nghe coi. Sao nghe nó nhỏ quá ta? Hả? Nghe nó nhỏ quá vậy? To lắm mà. To lắm hả? Vậy chắc vô mình đội cái nó nguy hiểm anh em. Hay không? Hay. Hả? Hay. Hả? Hay. 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 Hay hay. Mà nó có thấy nó nhỏ quá vậy? Tại ông đường đó đó, em ngoài. Hả? Em ngoài em biết tay rồi. Tao nghe nó nhỏ vậy, không nghe gì hết. Tại ông đường đó. Mày nói gì? Tại ông đường đó đó. À. Ăn món gì?
gì mày nói gì? Cho đội nón á. À, đội nón nó nhỏ đúng không? Guarantee nè anh em. Guarantee là ba cục nổ rất là bồng bềnh luôn ha. Hả? Hợp không? Hợp không? Nhỏ mà tao mới nghe nó nhỏ xíu à, đóng cái cửa lại, đóng cái cửa là cho già tao ngủ. Xe mình là cấu hình là bô xăng lửa bình thường thôi, cái bô này giống như nó dành cho mấy chiếc 62 cộng hả ta, 65 đúng không, tự do là đi cái bô bự hơn nữa. Sửa cọng kẽm nè. Làm cái bát bô cho thằng Tài nè. Chứ giờ ốc đâu gắn. Cộng là bằng titan luôn á nha. Nó chạy từ từ lên màu. Đúng không? Đó, ok rồi đó. Ây da, mệt quá. Nghỉ chút xíu rồi xong rồi test tiếp. Không, không có đi tiêu. Cái này á mà Tết á, 30 Tết mình có cái bô này mình khỏi mua pháo bông, khỏi mua pháo bông bóng gì hết á, mình nổ máy xe lên là lụm nụ. Cái gì? Hả? Cái gì? Kiếm đồ đi học. Tan trường. Bây giờ mình nhóng nhóng ga nhẹ nhẹ cho anh em nghe ha. Tài, nghe nó nổ cũng hơi nổi á Tài. Nói gì không nghe. Theo mình thấy là nó nổ cũng được anh em, là kiểu như hơi hám nó cũng có đó, chứ không phải là nó la không. Ok anh em ha, thì bây giờ mình sẽ cho cái lon bô này nó nổ bách phai thử xem nó như thế nào. Nói chung là cũng nhát tay lắm anh em, tại vì sợ người ta la, vòng vòng sớm người ta la. Ở đây thì cũng có người, đông người, cho nên là mình chờ giấc chiều xuống mà mới dám test cái bách phai nè. Bây giờ mình cho nó cái tua máy 8000 là nó bách phai. Ở đây mình cho nó chín đi. On lên. Tua máy 7000 đi ha. Thôi là 7000 là cũng ra lửa rồi đó. Ok, này cho 83%. Bây giờ mình nạp thử nè. Chuẩn bị nha. Ra lửa không? Nó gần ra rồi đó. Má tao tính gắn cái bô này vô tao đi ổn định mà nó lớn quá ta. Tính đi ổn định luôn á. Mà thấy cái thế nó nằm đẹp quá mà bây giờ nổ máy nó lớn quá sao giờ ta? Cái bô kia thì mình dục thùng rác, mình cho ông đổ rác đổ luôn rồi, giờ lấy bô đâu gắn. À mình đi tiện tiêu hả? Đi tiêu nhiêu cho nó im? Đi tiêu 19. Tiêu 19 nhỏ xíu, cái lỗ như lỗ ốc vậy mày gắn như cái bô, mày gắn tiêu 19. Mày sao mày bị khùng á. Cái này là cũng có nhiều anh em gắn mấy cái tiêu á, khoan cái lỗ dưới đây nè, xong rồi bắt đầu gắn cái tiêu tiện. Cái lỗ nhìn chút xíu mắc cười lắm, nhìn vô mắc cười sao á. Nhưng mà nó làm mất chất cái bô á. Ờ nó mất chất cái bô hết. Xe 162 đúng không?
62 Vinh Vin. 62 phun bô sơn lửa đúng không? Ừ. Đi tiêu 35 hoặc 38. Tiêu 35 hoặc 38. Ờ như trong nhà không có mà. Mà gắn sao được? Nó khác. Không phải cái đít này. Ờ đi tiện tiêu 35 38. Mình đi tiêu trong được không? Dạ. Mình đi tiêu trong á. Vẫn là hơn giờ sao giờ ta? Sao được chưa? Thật ra kinh khủng, quá đã luôn. Yeah. Hết phim. Ok, cảm ơn em đã xem video này của mình. Nhớ subscribe, like và share nó tới hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì em có thể nhìn thấy được. Bye bye.